Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em lại cập nhật cái giá Mitsubishi X-Force các phiên bản và đặc biệt là phiên bản Exit, phiên bản đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trên trước mắt anh chị là màu xám. Màu này thì nó thời điểm này khá là ít. Bên em vừa về một lô rất là nhiều Exit đủ màu, đủ bản luôn cho anh chị. Nếu mà có nhu cầu mình qua xem. Đó, trắng, đỏ, vàng, đen, xám, cơ bản là đầy đủ rồi. Cái màu xám này thì nếu các bác nhìn qua trên video đây bên cạnh hai chiếc màu đen này thì nếu mà các bác đi ngoài nắng ấy thì nhìn nó đẹp hơn khá là nhiều. Rồi, X-Force thì nó có 4 phiên bản: GLX, Exit, Brea và Ultimate. Em lưu ý giúp các bác nhé là giá chào bán trên video ở tất cả các kênh các bán hàng thì đều là giá theo công bố của nhà máy, và cái giá chung kết thì mình có thể thương lượng thêm một chút tùy vào từng khu vực, tùy vào từng mẫu xe, màu xe hay là cái lượng xe tồn. Nên là anh chị có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp giúp bên em để mình có thể thương lượng được cái mức giá tốt nhất nhé. Ngoài ra thì với các bác thắc mắc về khuyến mại 100% lệ phí trước bạ thì hiện nay đang chỉ áp dụng cho dòng xe X-Force và phiên bản Exit. Phiên bản này thì có mức giá niêm yết là 640 triệu đồng. Hiện nay các bác mua thanh toán thực tế khi mà mình giảm 100% lệ phí trước bạ. Trên lý thuyết thì mình chỉ cần bỏ vào khoảng 3 đến 5 triệu là khoảng hơn 645 triệu là mình có thể lăn bánh mẫu xe này. Thực tế thì nó có thể rẻ hơn nhé. Mình có thể alo trực tiếp qua bên em để được tư vấn thêm. Thì nhận biết Exit nó cũng rất là dễ thôi. Các bác nhìn một bộ mâm phay giống như trên Brea và Ultimate. Trong đó là khoang nội thất, nếu mà là nội thất đen, không có vải, đúng không ạ? Hoặc là không có loa Yamaha là mình biết ngay đây là phiên bản Exit rồi. Đó, đó là những cái nhận biết nhanh trên phiên bản này. Đấy, màn hình giải trí hay là màn hình sau vô lăng thì nó đều là nhỏ và kém hiện đại hơn so với hai phiên bản cao cấp. Tuy nhiên thì vẫn đầy đủ là đèn nổ, nút bấm, phanh tay điện tử và auto hold nhá. Đấy, điều khiển các thứ là trên vô lăng là vẫn có nút thoải mái bình thường. Các bác mua về độ thêm một chút thôi. Đấy, giá bán thì là như vậy. Hiện nay thì vay trả góp mẫu xe này các bác vay đâu đó vào khoảng tầm 400, hơn 400. Hàng tháng gốc lãi nó cứ rơi vào khoảng hơn 8 triệu một chút, tùy vào thời gian vay. Đấy, gốc đâu đó các bác trả vào khoảng 4 đến 5 triệu. Tiền lãi thì khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một chút. Hiện nay thì tốt nhất vẫn là các ngân hàng Hàn Quốc của Shinhan Bank. Mình có hồ sơ đẹp hoặc là cần tư vấn thêm về ngân hàng thì cứ book máy alo cho bên em, thì bên em hỗ trợ thêm. Ngoài ra thì em cũng phải cập nhật cho các bác là phiên bản GLX thời điểm này nó khá là ít xe rồi. Các bác đặt cọc nhưng mà cái thời gian nhận xe về thì cũng rất là khó nói, khó báo trước. Đấy, phiên bản Premium cao cấp hơn một chút ạ. Bre thì đây, chiếc màu đỏ này là Bre. Bre thì các bác giao dịch thực tế đâu đó vào khoảng hơn 600 một chút ạ. Ra biển là khoảng 701, 702. Đây, nội thất vải này, đúng không ạ? Màn hình liền khối và toàn bộ là màn hình điện tử thì là Premium. Các bác mua Bre có thể cân nhắc lên cả Ultimate, nhưng Ultimate thì lệch Bre đó vào khoảng 30-40 triệu. Mình thêm được ADAS, thêm được cốp điện, loa Yamaha cũng khá là đáng để mình cân đối ạ. Thì hiện nay Bre là khoảng hơn 650 ạ. Ultimate thì em bán đâu đó vào khoảng dưới 700. Lăn bánh là khoảng tầm 76-77 nhá, tùy vào thời điểm. Anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp giúp bên em. Đó là sơ qua về cái giá xe của X-Force. Thì anh chị có nhu cầu và cái trải nghiệm lái thử cũng như là tư vấn thì cứ book máy giúp em. Theo em thì thời điểm này hợp lý nhất các bác có thể tham khảo bản Exit và độ thêm một chút. Là mình có một chiếc xe rất vừa phải để đi. Phải nói là em lái xe này cũng khá là nhẹ nhàng, thoát xe. Thương hiệu Nhật, bền bỉ, cơ bản là nuôi dễ. Anh chị có nhu cầu book máy alo trực tiếp của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.